Đấy, ngon rồi này. Anh em đây, đây dân nghiện nhá. Anh em đến chơi nhá. Của em Minh bên Đông Anh nhá. Nghiện thứ thiệt nhá. À, đừng chuẩn bị nghiện. Sắp ngập rồi. Trộn mồi lăng xê đi câu nhá. Nhìn tơi tời ngon không anh em? Nói thật mỗi lần bóp mỏi tay lắm. Anh bóp mỏi dư hết cả tay. Tổng là cái khoai nó phải nát bét. Càng nhỏ càng tốt. Nó trộn dần một hai lần nó quen mà sau thì tự trộn. Em đánh hồ dịch vụ hay là gì? Chỗ đấy gần cái tự nhiên. Tự nhiên rồi. Em nếu mà nó không có cá con đấy, nó ít cá con, hồ nước sâu không? Sâu. Có chỗ 7 mét. Thi thoảng em kiểm tra cước xem nó có dính cá con không ấy. Bởi vì không phải kéo cần đâu. Mới đầu thì này em để cước căng căng lưới máy lỏng hết cỡ xong em để căng, có nghĩa là nó chạm đến cục mồi từ đầu cần đến cục mồi đúng không? Thế xong là thi thoảng em kéo kéo thử dây cước, nếu mà thấy nó vẫn hơi hơi này, kéo nhẹ thôi. Nó hơi 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 nặng nặng tay có nghĩa là mồi nó vẫn còn, còn kéo mà về sau mà tự dưng nó cứ nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ dần đi ấy, thì là nó hết mồi rồi em hiểu không? Thì mình thay, còn nếu mà nó mà không dính thì em cứ để tiếng đồng hồ thay cũng được, tiếng thậm chí đến hơn tiếng đồng hồ, bởi vì ví dụ như kiểu cá con nó không phá thì mồi nó vẫn còn ở đấy mà nó có tơi ra thì nó vẫn xung quanh cái lò xo, nó vẫn xung quanh cái lăng xê em ạ. Được rồi đấy em ạ, không thế thế là ok rồi, một khoai cho nhuyễn ra tí nữa cũng được. Xem nào, xem. Dính vừa tay hay cảm giác hơi khô rồi, như này còn rất vừa mà. Như này nếu mà em cho thêm một ít nước, cho rồi, bóp đều hết lên, thế là ok, mang đi đánh thoải mái. Rú 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 để cho nó tơi tơi, tí đổ túi bóng được mà. Rồi ok. Đến lúc... Được rồi em, không cứng đâu, khoảng tầm đến lúc khoảng tầm một tiếng sau là nó nhão hơn đấy. Nhưng mà câu đến chiều thì nó nhão nhão ra nữa rồi. Lúc nay là tầm này là câu vừa rồi, ok, không vấn đề gì đâu. Tầm này xuống cái mồi nó hơi hơi lâu tan đấy. Nhưng mà chả sao đâu. Lấy nó lăng xê nắm luôn, không đến lúc ra hồ thì vụt luôn. Này là em ấy đi câu chứ tôi không đi nhá, tôi chỉ quay video vui thôi. Đấy, em ra lấy lăng xê để em tôi chỉ luôn nắm mồi. Tại vì em Minh em chưa câu lăng xê. Bây giờ mới câu bỡ ngỡ nhiều cái. Đây chính là cái hôm trước em đi câu. Em câu mấy cần? Em câu một hoặc hai cần này. Thực sự là hai cục. Cứ nắm hoặc hai cục. Đấy, dây bao giờ mà nó phải xoắn xít thì nó mới là nó bắt đầu là nó mới nhiều, thì chắc chắn là nó phải nhiều cá thôi thì nó mới xoắn được em ạ. Ít là sao mà xoắn được. Thôi thế đó, thế thôi, thế đó. Một cá ăn tí nó dính ngay mà. Bóp mà hai cái đầu hai bên lại để cho cái cục mồi đang dính nó tròn nữa. Tuột bố hạt sốt. Đây anh lấy hạt sốt. Đây hạt sốt này. Ấy ạ. Đấy, đã dính luôn cá rồi.
lò xo nó ngắn ấy, lúc em bóp này, em đấy bóp này để cho nó tròn tròn vào này, lúc mình vụt thì nó không không hay bị bung mồi nữa. Đấy thế thôi, thế nó oánh thôi, cái gì đâu, cắm lưỡi vào cái lưỡi này, cắm mày đừng đừng cắm sâu này. Thôi gỡ ra làm gì đây, anh lấy đỡ phải gỡ, đây có một hạt xốp này. Làm anh em cứ bảo vụt ra cái nó mất hết để chả còn hạt hạt xốp nào, mình bảo vô lý, nên mình câu dính cá lên mà vẫn còn xốp. Xong là cứ hồ nó mà không bị mắc cây mắc cối thì, hoặc là khu đấy mà không bị mắc cối cây mắc cối thì em cứ để máy hơi hơi lỏng lỏng. Cắm này à? Em cắm ngược cắm xuôi cắm kiểu gì cũng được, và tôi úp vào cho nó đỡ vướng được. Đừng em đừng cắm sâu, bởi vì cái này xuống khi xuống nước ấy là cái lưỡi câu này nó bị nó văng ra ngoài mới hả. Em cắm úp luôn như này đi, để này này để úp này vào này, úp lên thôi. Thế sau đó lúc em vụt xuống nước thì là để nó một bung lúc thì bung. là nó tự bung ra ngoài, mà chứ có phải nó cắm đầu vào cái cục mồi nó ăn đâu em. Lúc mồi nó tơi ra thì những cái hạt xốp này nó xung quanh cái những cái lưỡi câu này, nó xung quanh cái lăng xê mà nó vào nó hớp mới hớp thì nó dính thế thôi. Thế còn cái cuối cùng thì chả cần cắm, bởi vì đằng nào nó cũng bung ra mà nhỉ, cắm sâu vào tí không thì lúc Bung ở đấy thế thôi. Mình cắm cắm theo kiểu chiều dọc để xuống ấy, cho nó dễ bung ra, chứ mình cắm sâu cái đuôi vào trong ấy xuống ấy, cái lưỡi câu nó không bung ra ngoài. Cắm cái chia đều ra được vậy thôi. rồi. Cái này sao không cắm, cái không cắm em để dưới cuối cùng ấy thì nó không Anh bị đuôi rối. này à? Ừ, để một cái dưới cuối cùng không cắm vào cho nó đỡ bị rối. Đấy rồi, gỡ một cái cuối cuối ra thì gỡ được, chả gỡ được cái mẹ nó không sao đâu, nhỡ cắm rồi thì thôi. Đấy, nó xong một cục này. Anh cái bộ lăng xê nào dây nó cũng xoắn xít hết rồi. Đây là dính rồi. Đấy, đấy như tỷ lệ một tuần này thì có mà câu cả ngày thoải mái. Nếu mà hôm nào mà cá ăn mạnh Thì như mới hết. hôm mà anh được bốn mấy 50 con ấy thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 3 4 tiếng mới hết. À, 3 tiếng là nào nhỉ, nó phải rơi vào hơn 4 tiếng nó mới hết. Mà nó đến cái lúc mà hết mồi thì loanh quanh là nhiều cá quá, thì chả biết làm cái trò gì nữa thì thôi, tốt nhất cũng đi về. Em bóp chặt vào một tí nữa cũng được mà, không sao đâu. Ừ, vẫn chưa quen nắm lăng xê, lưỡi đóng vào tay liên tục. Đấy rồi, không găm lưỡi vào thế thôi. Đây, anh lấy cho cái túi ly nông. Lăng xê vào đây, xong là cho 2 cục lăng xê trên đây, về ra hồ phát là có đồ mình ném luôn. Quấn Ví dụ em câu 1 cần thì em nắm một cái lăng xê vứt xuống và một cái vứt ở trên bờ nhỉ. Nhưng mà lên phát thì kệ mẹ nó, cá cứ cho vật gỡ khóa linh ra phát vụt luôn, tiết kiệm thời gian. Thế xong này. rồi câu 2 cần thì nắm 2 cục ở trên, 2 cục dưới hồ. Vòng qua vòng kia được thì làm này thì nó chắc nó biết luôn nè. Sau quen nắm vù 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 mày đéo mẹ tổ sư, có hôm cá ăn nhiều đéo buồn không Sao? ở đấy thế thôi, còn không còn không buồn nắm mồi bởi vì nó quá nhiều, vừa nắm chưa kịp nắm nó đã lôi bố rồi, chán hẳn luôn. Ngửi mùi thơm không, sướng không, quá ngon. Ai mà bỏ lên phi hành phi mỡ và loanh quanh mình ăn tốt. Đấy, cho 2 cục đấy lên trên, xiết túi vào thế là về đi chiến thôi. Cái chậu cứ vứt đây tí anh rửa. Anh rửa tay. Ok, xong.
hôm nay em thấy cái mùi ủi nhá, hôm nay là nó ủi gì? Ngon rồi, thế là ngon rồi. Lình kỉnh, thập cẩm si khơn, các loại, các kính thưa các thể loại mồi. Như kiểu cái xe của anh đi thì bỏ nó tiện hơn đã. Ngày trước anh đi mua mới đầu anh định mua con PCX, xong rồi loanh quanh nhìn thấy con lít cốp to quá. Thế là mình bảo là hợp đúng với cả cái kiểu đi câu của mình rồi. Không, nhưng con xe của anh nếu mà